Thì đây là chiếc máy DV6 phiên bản năm 2011. Các bạn có thể thấy thiết kế của dòng DV6 2011 nó khác với thiết kế của dòng 209. Là cái bề mặt là sử dụng bề mặt kim loại mỏng. Thì trong phiên bản DV6 2009 là HP sử dụng công nghệ imprint. Thì nó là một cái bề mặt nhựa bóng và nó có các cái hoa văn rất là nhìn rất là đẹp. Thì ở đây chúng ta có một cái đèn. Khi mà bật máy lên thì đèn này sẽ sáng. Có thể thấy tổng quan của cái chiếc máy này thì nó cũng có một vài đường cong lên rất là đặc trưng. Chiếc máy cũng không đến nỗi dày lắm. Thì mình sẽ điểm sơ qua một vài thành phần của chiếc máy này. Thì đây là cạnh phải, chúng ta có một ổ đĩa Blu-ray, có hai cổng USB. Đây là đèn cho đèn báo nguồn và đèn báo trạng thái ổ cứng đang hoạt động. HP cũng đặt một cái cổng sạc và đèn ở kế bên. Trong khi ở cạnh bên trái thì là khe để thoát nhiệt. Hai cổng đồ họa là Vega và HDMI quen thuộc. Chúng ta có thêm một cổng LAN, hai cổng USB 2.0. Phiên bản này không có hỗ trợ USB 3.0. Ở đây chúng ta có kết nối micro và hai cổng kết nối âm thanh ra dành cho hai tai nghe. Mặt trước thì chiếc máy chỉ có một khe tản nhiệt nhỏ ở đây, nhưng đặc biệt là chữ H Hele Parker. Đây là một nét mới trong cái dòng máy. Chúng ta mở chiếc máy ra. Thì đầu tiên là các bạn thấy là màn hình gương. Bề mặt của chiếc máy này cũng được phủ kim loại, cũng được giáp là mỏng. Bình thường thì khi mà chúng ta sờ thì cảm giác là nó cũng không được mát. Và kim loại phần mỏng. Bàn chuột cảm ứng thì có diện tích rất là rộng với hai phím mềm. Bàn phím chích liệt của chiếc máy này làm tôi liên tưởng đến dòng ProBook. Tại vì phần bề mặt dưới của bàn phím này nó nổi bóng lên, nhìn khá là đẹp. Thì điểm đặc biệt trong cái dòng DV6 2011 này các bạn thấy là cái phần loa. Ngoài cái phần loa nằm ở bên dưới màn hình thì chúng ta có thêm một cái phần loa ở đối diện người sử dụng nữa. Tức là khi mà chúng ta gập máy vào thì hai cái loa này sẽ phát ra thì bạn vẫn nghe nhạc bình thường. Kế bên cái loa bên trái còn một khe đọc thẻ SD và MMC. Phía trên chiếc máy này là webcam True Vision HD, độ phân giải HD, kèm theo hai micro hai bên. Ở đây chúng ta có logo Beats Audio. Chiếc máy này sử dụng cấu hình bộ xử lý Intel Core i7 hệ đồ họa của AMD. Ở đây chúng ta có một cái khe đọc bên tay với chống tiếp xúc bằng nhựa. Phần bàn rê chuột khi mà bật lên thì các bạn có thể thấy là lúc nó hoạt động thì là phần đèn này sẽ sáng, sẽ báo hiệu cho chúng ta biết. Trên phần bàn phím sẽ có một số đèn báo báo hiệu, ví dụ đây lúc wifi hoạt động hay là phim cắp lóc.
vườn bằng giá, đừng hóa thân thành đá vì tâm hồn đã ra bờ. Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay, bầu trời nói tối có biết bao giờ đổi thôi, nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng cóc như loài người, vì đã không biết yêu và mình đã không biết nhớ, vì con tim xa băng nên tâm hồn vô nghĩa.